Dạ em chào các bác quay trở lại với kênh xe đạp Phong Tuyền, có địa chỉ là xóm 7 xã Khánh Nha, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại của em là 0936525998, số này em có kết nối cả Zalo. Hôm nay em mới về được một cặp bánh carbon để gửi đến các bác tham khảo. Cặp bánh này của em mang thương hiệu Zovan, dòng này là dòng Zovan CLX50 Jupiter các bác nhé. Sau đây em đi vào chi tiết cái cặp bánh này. Cặp bánh Zovan CLX50 Jupiter các bác nhé. Đây là một cái cặp bánh quá là nổi tiếng rồi các bác ơi. Một thương hiệu đến từ đất nước Mỹ. Các bác đang chơi những cái chiếc xe Benz Soulline thì không còn lạ gì cái dòng bánh này rồi các bác ơi. Bánh sử dụng cối 11, dùng được cho những cái bộ group 11 lip, 10 và 11 lip của Shimano và Sram các bác nhé. Các bác sử dụng những cái bộ group 10 lip thì mình cho thêm cái miếng đệm vào đây là dùng được cho 10 lip các bác nhé. Còn 11 thì không cần phải đệm gì cả. Đây là một cặp bánh sử dụng thắng cơ các bác nhé, hay gọi là thắng gôm các bác ơi. CLX50 Jupiter. Cặp bánh này của em hàng lướt rồi nhưng mà hình thức của nó thì nó còn khá là mới các bác nhé. Má phanh nó sẽ còn rất chi là đẹp. Nó qua sử dụng rồi nên nó cũng có những cái vết xước nhẹ nhẹ các bác nhé. Cái này chạy ngoài đường thì đá nó bắn vào. Nên là nó cũng sẽ có những cái vết xước nhẹ nhẹ. Cái má của nó còn rất chi là đẹp các bác này. Đây nó có những cái vết xước tí tỉ tí như cái sợi tóc này các bác nhé. Đây là một cái cặp bánh có độ trớn rất là cao các bác nhé. Dòng này chạy nó quăng lắm. Thiên về các bác thích chơi tốc độ cao các bác nhé. Bản này thì nó cao 5 cm. Sen các bác nhé. Zovan CLX. Cối còn rất là đẹp các bác ơi. Thằng này thì nó chạy bạc đạn ceramic các bác nhé. Đây các bác này. Ở trên cái mayer của nó có để chữ ceramic service các bác nhé. Bánh sử dụng vỏ ruột rời hay còn gọi là xăm lốp các bác ơi. Ti bật là zin nguyên bản các bác nhé. Trên cái thân ti này thì nó cũng có một vài cái vết xước nhẹ nhẹ đây các bác này. Cái này trong cái quá trình sử dụng khi mà giải lao ấy, thì người ta dựa vào tường thế nên là nó sẽ có những cái vết xước tí tị tí đây các bác nhé. Còn cái phần má này và cái phần carbon của nó thì còn rất là đẹp các bác nhé. Cái dòng này thì các bác chơi xe săn đón rất là nhiều. Nó là một cái cặp bánh chạy đa năng, tốc độ cao hoặc là các bác chạy đèo dốc có thứ rất chi là ngon các bác nhé. Zovan đây, ceramic các bác ơi. Bánh này thì được em tuyển chọn bên Nhật về. Trước khi bán lại cho em thì anh Nhật anh rất là kỹ tính các bác nhé. Đấy, nói chung là hầu như là những cái cặp bánh mua ở bên đấy về thì trước khi bán là người ta đều mang ra cửa hàng, người ta kiểm tra đấy, xem có tình trạng nó còn hoạt động tốt hay không, sau đó người ta mới bán các bác nhé. Chỗ này thì nó có mấy cái vết như cái sợi tóc đây các bạn này, tí 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 đây. Đó. Như cái sợi tóc đây các bạn nhé. Cái này thì nó nổ không to đâu, nó chỉ nổ te te để te thôi các bác nhé. Nhưng mà các bác đổi lại là nó được một cái độ trớn rất là tốt các bác nhé. Cối kia thứ còn rất là đẹp, may ơ đẹp. Đây là cái bánh trước các bác ơi.
Cái chỗ này thì nó không phải nó bị lỗi gì đâu các bác nhé. Đấy, nguyên bản nó như thế các bác ơi. Đây. Chỗ này là cái lỗ kỹ thuật các bác nhé, chứ không phải bị thủng đâu. Má còn rất là đẹp. Carbon cũng có vài cái vết xước như cái sợi tóc thôi các bác nhé. Đấy, các bác này. Đấy, chỗ này cũng thế, nó không phải là bị xước đâu, nó không phải bị lỗi gì đâu. Đấy. Cái này thì nó cứ một khúc là nó lại có một cái ô như thế này các bác nhé. Cái ti bên này thì phía sau nó cũng có bị chấm nhẹ các bác này, hai chấm đây. Đó, ti zin nguyên bản. Đùm rồ van CLX ceramic các bác nhé. Cặp bánh này thì em bán khá là nhiều rồi. Đấy. Nói chung là các bác đã chơi xe mà chưa chơi qua cái dòng bánh này là thực sự là một sự tiếc nuối đấy các bác nhé. Đây là một cái cặp bánh rất là nổi tiếng. Đấy. Rất là nổi tiếng các bác nhé. Với cái độ trớn, độ cứng các bác nhé. Đặc biệt là cái dòng này nó 5 sen nhưng mà nó chống gió rất là tốt các bác nhé. Đấy, cái mặt bên này cũng thế. Nếu cứ một khúc là nó lại có một cái... đây nó không có một cái ô như này các bác này, đây chỗ này thế này. Đó, đây đấy, không phải để bị lỗi đâu các bác nhé, cái này là nguyên bản đấy. Nguyên bản của bánh đấy. Đó, đây. Đấy, tình trạng là hoạt động hoàn hảo các bác nhé, bánh còn khá là mới đấy, so với cái tuổi đời của nó. CLX50 thì cái cặp này là cái cặp đỉnh nhất của rồ van mà sử dụng phanh cơ rồi các bác nhé. Dưới cái dòng này thì nó có cái dòng CL50, CL50 thì nó chạy bằng bạc đạn. Thằng này CLX50 thì nó chạy bằng bạc đạn ceramic các bác nhé. Nó rất là trớn. Cái này mà các bác mà chạy đồng đội các bác chạy top tầm được khoảng 5-7 người. Nó hút gió chạy rất là nhẹ các bác nhé. Bánh này thì em thấy gắn lên xe nào cũng đẹp các bác ơi. Em bán nó khá là nhiều, chưa ai chê cái dòng bánh này cả. Độ trớn rất là cao, độ quăng rất là tốt các bác nhé. Cái bánh này thì trước Tết thì giá nó cũng khá là cao đấy các bác ơi. 27 28 triệu đấy, bây giờ thì nó rẻ hơn mấy triệu rồi. Đấy, bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với em số điện thoại là 0936525998, chỗ này em có kết nối cả Zalo. Em cảm ơn các bác đã ủng hộ theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Em chào các bác.